Giả sử bạn đã nghiên cứu kỹ đối tác kinh doanh quan trọng mà bạn muốn gặp, bạn đã tìm kiếm điểm hấp dẫn từ đầu đến chân của anh ta nhưng không thu được kết quả khả quan. Nếu bạn suy nghĩ muốn tìm ra cái gì đó để bình luận, hãy dùng đến thủ thuật làm quen qua giới thiệu. Hãy làm giống như một chính trị gia kiên định, hãy đi đến người chủ bàn tiệc và nói: "Quý bà, quý ông đằng kia trông thật thú vị, cô ấy hay anh ấy là ai vậy?" Rồi hãy nhờ người chủ tiệc giới thiệu cho làm quen. Người chủ bàn tiệc sẽ rất hài lòng khi bạn thấy một trong những vị khách mời thật thú vị. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn kéo người chủ bàn tiệc ra xa các vị khách khác của mình, bạn vẫn phải thực hiện thủ thuật làm quen qua giới thiệu. Lần này đừng nhờ giới thiệu chính thức, bạn chỉ cần biết vừa đủ thông tin về vị khách đó qua người chủ bàn tiệc. Hãy tìm hiểu về nghề nghiệp, thú vui, sở thích của người ấy. Hãy cứ giả sử rằng người chủ bàn tiệc cho hay: "Oh, đó là Joe Smith. Tôi không rõ lắm về nghề nghiệp của anh ấy, nhưng tôi biết anh ấy thích trượt tuyết." Aha, vậy là bạn vừa được đưa cho dụng cụ phá vỡ tản băng khoảng cách, cản trở việc làm quen. Bây giờ hãy xây dựng lời bắt chuyện làm quen. "Xin chào ông Joe Smith phải không? Susan mới kể cho tôi là ông là người trượt tuyết tuyệt vời." Và bạn đạt được ý định ban đầu. Đây là thủ thuật làm quen với mọi người hiệu quả nhất nhưng lại ít được sử dụng nhất nếu không tính đến các chính trị gia. Bạn chỉ đơn giản nhờ người chủ bàn tiệc giới thiệu chính thức hay hỏi ông ta một số thông tin để giúp bạn ngay lập tức phá vỡ tản băng khoảng cách khi làm quen. Để tìm hiểu thêm về các kỹ năng giao tiếp, mời bạn vào trang web youcannow.vn.